Tổng thống Putin tuyên bố ông Zelensky hết tư cách Tổng thống Ukraine. Tổng thống Zelensky tới trèo lửa Kharkov lần thứ hai trong hơn một tuần. Ukraine sử dụng giáp Liên Xô để nâng cấp xe tăng Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Minsk trong chuyến thăm chính thức Belarus kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm chính thức tới Belarus nằm trong khuôn khổ một số chuyến công du nước ngoài để bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 của Tổng thống Putin, tô đậm mối quan hệ chặt chẽ với một đồng minh láng giềng vốn đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ Nga đối với cuộc chiến tại Ukraine. Ngày 24 tháng 5 tại Minsk, ông Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Tại buổi hội đàm, Tổng thống hai nước Nga và Belarus đã thảo luận một số vấn đề về Ukraine, bao gồm cuộc đàm phán hòa bình mới và tính hợp pháp nhiệm kỳ mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine để giải quyết xung đột. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải dựa trên lẽ thường và thừa nhận tình hình thực tế, đồng thời lấy thỏa thuận sơ bộ đạt được từ đầu cuộc xung đột làm nền tảng. Ông Putin nói, nhưng câu hỏi đặt ra là đàm phán với ai? Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của Tổng thống Volodymyr Zelensky không còn nữa. Ông nêu rõ, Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng đang thực sự làm việc với giới chức trách hợp pháp của Ukraine để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm giải quyết xung đột giữa hai quốc gia. Chủ nhân Điện Kremlin cho hay, khi nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine, chúng tôi cần được hoàn toàn tin chắc rằng chúng tôi đang làm việc với chính quyền hợp pháp. Câu hỏi này phải được trả lời ở chính Ukraine. Ông nói thêm, về quá trình đàm phán, tôi đã nói về điều này nhiều lần. Và ở đây, tại Minsk, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán đó. Ông Putin cũng cho rằng hội nghị hòa bình dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới ở Thụy Sĩ, được thiết kế chỉ nhằm nâng cao vai trò của ông Zelensky. Tổng thống Nga cũng không phủ nhận việc các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn công nhận vị trí nguyên thủ quốc gia của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko lại nói rằng điều gì chưa được quyết định ở hiện tại thì sẽ được quyết định sau. Bên cạnh đó, hãng thông tấn Nga RIA cho biết, tại buổi hội đàm, Tổng thống Putin phát biểu rằng Moscow và Minsk sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, chung tay nỗ lực giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo chủ nhân Điện Kremlin, Nga và Belarus có chung quan điểm trong hầu hết các vấn đề toàn cầu và khu vực. Vì thế, hai quốc gia đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp hành động trên trường quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí ở nhiều nền tảng đa phương khác nhau. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng khẳng định các hệ thống phòng thủ và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã bao phủ khu vực biên giới Nga-Belarus, giúp bảo vệ biên giới giữa hai nước một cách chặt chẽ. Ông Putin nói, một lượng binh sĩ chung giữa hai nước đã được triển khai đến biên giới ở phía lãnh thổ Belarus. Như vậy, sau chuyến thăm Trung Quốc, Belarus trở thành điểm đến nước ngoài thứ hai mà Tổng thống Putin ghé thăm sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Các điểm đến tiếp theo của nhà lãnh đạo Nga gồm Triều Tiên và Việt Nam. Giới quan sát nhận định Tổng thống Putin dường như đang nỗ lực củng cố mối quan hệ và tăng cường kết nối với những quốc gia đồng minh thân cận ngay sau tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Phát biểu sau buổi hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 24 tháng 5, ông Putin nói rằng cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược năm 2024 của Nga với sự hỗ trợ của Belarus là hoàn toàn bình thường. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, chúng tôi không vi phạm điều gì về vấn đề này, không có gì bất thường khi so sánh với NATO, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận như vậy. Ông Putin nói thêm, về việc tuân thủ các quy định và nghĩa vụ của Nga trong lĩnh vực này, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ mọi cam kết của mình trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Theo ông Putin, Nga không kích động bất cứ điều gì bằng các cuộc tập trận hạt nhân. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, nhưng như đã nói, mọi thứ phải được điều chỉnh. Trong lĩnh vực này không thể có chỗ cho những thất bại, sai lầm hoặc mâu thuẫn. Ông Putin cho biết, việc tập hợp quân đội chung trong khu vực cũng như khả năng và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được triển khai ở Belarus không chỉ nhằm bảo vệ nước này. Ông Putin nói, mọi thứ đảm bảo vệ an toàn biên giới phía Tây của chúng tôi và tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Tương tự, Tổng thống Belarus Lukashenko cũng nói rằng hai nước tiến hành tập trận chung giúp kiềm chế tình hình leo thang và chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước các mối nguy hiểm. Trong cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Belarus nói, chúng tôi không làm gì đặc biệt cả, chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho tương lai, vì chúng tôi phải đứng ở tư thế sẵn sàng. Thế giới này rất bất ổn, đầy hiểm nguy, và vì thế chúng tôi phải tập luyện để không bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi những tình huống nguy cấp. Tuy nhiên, những gì chúng tôi làm không khiến tình hình leo thang, chúng tôi chỉ nói về triển vọng hòa bình mà thôi.
Theo tiết lộ của Tổng thống Putin hôm 9 tháng 5, cuộc tập trận hạt nhân gồm 3 giai đoạn và Belarus sẽ tham gia cùng quân đội Nga ở giai đoạn thứ 2 nhằm thử nghiệm việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật theo yêu cầu của Tổng thống Lukashenko. Ông Putin nói, vì vũ khí hạt nhân phi chiến lược được đặt ở lãnh thổ Belarus, nên lần này chúng tôi đã mời người bạn thân, đồng minh của mình cùng tham gia tập trận và Tổng thống Belarus đã đồng ý tham gia vào một trong những giai đoạn của cuộc tập trận này. Những ngày qua, lợi dụng giai đoạn Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và đạn dược, Nga đã tiến công mạnh mẽ ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine và giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ. Ngày 21 tháng 5, người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm Vitaly Ganchev cho biết quân đội Nga đang dần săn phẳng tiền tuyến ở khu vực này và đã kiểm soát 40% thị trấn Vovchanka. Trước tình hình này, ngày 24 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân đến Kharkov để thị sát nỗ lực phòng thủ khu vực trước mũi tiến công mới của Nga. Người đứng đầu Ukraine nói, tôi đã đến Kharkov nhận thông tin cập nhật về chiến dịch phòng thủ, đặc biệt là ở khu vực Vovchanka, cũng như nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Thành phố Kharkov và tỉnh cùng tên xứng đáng nhận được sự ủng hộ, biết ơn và tôn trọng của tất cả mọi người. Tổng thống Zelensky đã họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao và thăm một địa điểm bị phá hủy trong đòn không kích của Nga trước đó một ngày. Đây là lần thứ hai ông Zelensky thăm Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vòng hơn một tuần qua. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày quân đội Ukraine tuyên bố đã chặn đứng chiến dịch tiến công của Nga và đang bắt đầu phản công. Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng cánh quân Bắc đã liên tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương ở Kharkov trong một tuần qua. Tập kích nhân lực và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy cùng 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Cơ quan này cho hay, 23 cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi tại các làng Glubokoe, Tikhoe, Lipsy và thành phố Vovchanka. Ngày 10 tháng 5, lực lượng Nga đã mở chiến dịch tấn công Kharkov và nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư gần biên giới và buộc đối phương phải điều quân từ nơi khác về đối phó. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov. Các binh sĩ và chỉ huy Ukraine nhận định Nga sử dụng chiến thuật mới để tiến công Kharkov, không tiến quân với đội hình lớn như hồi tháng 2 năm 2022. Thay vào đó, pháo binh Nga nã đạn từ xa, sau đó hàng loạt nhóm xung kích với quy mô nhỏ tiến đến vị trí đối phương từ mọi hướng. Các mũi tiến công của Nga hiện nay chủ yếu là bộ binh trang bị nhẹ với tổng quân số khoảng 2.000 người, được yểm trợ bởi pháo binh và chiến đấu cơ ném bom lượn hoạt động từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, tình báo Ukraine cho hay Nga đang tập trung khoảng 35.000 quân dự bị ở tuyến sau, tương đương 2 quân đoàn, sẵn sàng tham gia chiến dịch. Giới chuyên gia đánh giá Nga không đủ quân để tiến công thủ phủ Kharkov, nhưng có thể tiến đủ xa để đặt thành phố này vào tầm bắn của pháo binh. Bên cạnh mục tiêu kéo mỏng lực lượng Ukraine, vốn đã thiếu nhân sự và vũ khí, chiến dịch Kharkov của Nga dường như còn nhằm gây bất ổn khi buộc hàng nghìn dân thường phải sơ tán từ khu vực ven biên giới tới những nơi khác. Để tăng cường sức mạnh cho những chiếc xe tăng Abrams được Mỹ viện trợ, quân đội Ukraine dường như đã tìm đến một giải pháp đặc biệt, đó là lắp thêm giáp của Liên Xô. Theo nguồn tin từ Anna News, một chiếc xe tăng M1A1 đã được trang bị thêm các giáp phản ứng nổ ERA Contact 1, loại giáp thường thấy trên các xe tăng Liên Xô. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Ukraine cho thấy toàn bộ tháp pháo xe tăng được phủ kín bằng các tấm lưới thép gắn trên khung được hàn vào mặt ngoài vỏ giáp, trong khi mũi xe cũng được lắp hàng loạt khối ERA Contact 1 có hình dạng như viên gạch. Hai bên sườn thân xe là các khối giáp phản ứng nổ cỡ lớn do Mỹ chế tạo. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về hình ảnh này. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng đây là giải pháp gấp rút, mang tính tình thế nhằm đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV, FPV và tên lửa chống tăng dẫn đường của Nga. Sau khi quân đội Ukraine đã mất ít nhất 8 trong 31 xe tăng M1A1SA được Mỹ viện trợ. Giáp lồng hiện được quân đội nhiều nước sử dụng để đối phó với UAV thả đạn hoặc UAV FPV mang đầu đạn nổ lõm nhắm vào những vị trí được bảo vệ kém nhất trên phương tiện. ERA gồm các lớp thuốc nổ mạnh đặt trong hộp thép gắn bên ngoài xe tăng, được thiết kế để tăng cường khả năng phòng vệ trước hỏa lực đối phương. Khi bị đạn chống tăng đối phương lao vào, khối thuốc nổ trong ERA kích hoạt làm chệch hướng luồng hỏa khí hoặc gãy thanh xuyên của quả đạn, giúp bảo vệ lớp giáp chính của xe tăng. Phiên bản Contact 1 được Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế đầu thập niên 1980. Mỗi khối Contact 1 có vỏ thép dày 3mm, bên trong là hai miếng thép bọc thuốc nổ với tổng bề dày 20mm, cung cấp khả năng phòng vệ tương đương 400mm giáp thép cán đồng nhất khi đối phó với đạn nổ lõm xuyên giáp HEAT của đối phương.
Tuy nhiên, con tắc 1 không có khả năng chống chịu đạn thanh xuyên động năng, buộc Liên Xô phát triển phiên bản con tắc 5 sau đó vài năm. Loại giáp phản ứng nổ này cũng không có tác dụng với đầu đạn HEAT liều kép được trang bị trên nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Chưa rõ hiệu quả của biện pháp này do nhiều xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine từng bị bàn cháy dù được lắp thêm ERA con tắc 1, trong khi giáp lồng cũng khó ngăn chặn được các tên lửa chống tăng hạng nặng. Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Kiev từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá 10 triệu đô la Mỹ của Washington sẽ là vũ khí quan trọng để giúp họ chọc thủng phòng tuyến đối phương. Thiệt hại nặng với lực lượng xe tăng Abrams ít ỏi, dù không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO, buộc lữ đoàn 47 Ukraine thay đổi phương thức tác chiến. Một lính xe tăng của lữ đoàn này cho biết, chúng tôi chỉ triển khai xe tăng Abrams khi phát hiện cơ hội xuất kích và phá hủy phương tiện cơ giới đối phương.